Xin chào quý vị đang đến với chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ thiếu nhi năm 2021. Thưa quý vị, là quốc gia đa dân tộc với nền văn hóa lâu đời, Việt Nam có một nền âm nhạc rất phong phú và đa dạng. Cái phong phú đa dạng đó thể hiện ở chỗ, dù có chung một nền văn hóa, tuy nhiên ở mỗi vùng miền khác nhau lại có những làn điệu, những thể loại âm nhạc khác nhau, tạo nên những nét đẹp rất riêng và đặc sắc. Từ bao đời nay, âm nhạc dân ca Việt Nam đã gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần và phản ánh những nét đặc trưng của con người, của văn hóa, phong tục, địa lý, đất nước Việt Nam, theo suốt những tiến trình chiều dài lịch sử của dân tộc. Thưa quý vị, Âm vang đất nước là chương trình nghệ thuật hội tụ những nét đẹp văn hóa trong âm nhạc của ba miền Bắc, Trung và Nam với những tác phẩm ca múa nhạc được chọn lọc, chứa đựng những giá trị nghệ thuật đặc sắc. Chương trình này do nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen phối hợp cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Thank you.
đã nhắc đến nét đẹp hoài cổ trầm mặc của sông Hương, núi Ngự và cả những giai điệu sâu lắng một nền cổ nhạc hết sức đặc sắc. Với âm thanh vô cùng trong trẻo của đàn tranh, hòa cùng những giai điệu ngọt ngào đậm chất Huế, Tình Ca Xứ Huế mang đến một không gian rất thơ mộng như chính nét dịu dàng, trữ tình vốn có của Huế. Thank you.
chuyện xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Bà Sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội ly. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm Bình Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Sông Hương đường qua Ví Già chờ đồng ba ngự bình, thăm lăng di tích thăm thiên mù, tổng thể chậm vai nghiêng nón qua trang tiền. Đêm trăng buồn trên bên Vân Lâu, ngắm câu mái đầy dòng ai nghe thảm sầu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa hoa suốt từ ba thế kỷ qua. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hồng ngập diễn đông. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hồng ngập diễn đông. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hồng ngập diễn.
Sài Gòn đọc qua lịch sử từ lúc khai quang xuống miền lục tính xưa cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi đến Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua giang đôi tay qua khôi em đón mời cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc chiến đấu giang đôi tay qua khôi em đón mời cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc chiến đấu giang đôi tay qua khôi em đón mời cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc chiến là bài hát ru con Nam Bộ được nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Tú biên soạn cho hòa tấu dàn nhạc dân tộc mang âm điệu nhẹ nhàng, ngân nga, sâu lắng
chứa đầy tình cảm của người mẹ dành cho con từ thuở lọt lòng. Tình yêu thương ấy được thể hiện đầy ngọt ngào và da diết, đi sâu vào lòng người mẹ một cách gần gũi, tự nhiên và chạm đến những cảm xúc thiêng liêng nhất của mỗi chúng ta. Ầu ơ ví dầu, cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Thank you.
cà phê trước thêm, bạn bè hàn huyên suốt ngày. Tôi yêu Nha Trang Vũng Tàu, bao mái chùa, yêu dòng nước trong xanh. Tôi yêu phiêu du khắp trời bên những người thân của tôi. Từ hàng ngàn năm trước, trên vùng đất Tây Nguyên đã xuất hiện và lưu truyền một loại nhạc cụ vô cùng độc đáo. Đó là nhạc cụ thuộc hệ gõ, gọi là đàn đá. Tiếng đàn lúc như âm vang trầm hùng của núi rừng, lúc nghe như thánh thót, như tiếng suối chảy. Tiếng đàn đá thay cho lời kể, niềm an ủi, lúc vui, lúc buồn, lúc réo rắt, lúc rền vang, như hòa cùng một bản âm vang của đất nước. Thank you.
thưa quý vị, chương trình nghệ thuật với chủ đề âm vang đất nước do nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen phối hợp cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng tôi hy vọng rằng những giá trị của âm nhạc dân tộc sẽ luôn được lan tỏa và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.